Xin chào anh em đã đến với Relapse và mình là Hải Linh đây. Giữ đúng ở lời hứa video iPhone 5C lần trước thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đánh giá và xăm soi lại chiếc điện thoại Samsung Galaxy S6, một trong những flagship đỉnh nhất của dòng Samsung và ra mắt từ năm 2015. Và chúng ta cùng xem với một lão già 5 năm tuổi này rồi thì cho đến năm 2020 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S6 của chúng ta sẽ còn lại những gì và đây có xứng đáng là chiếc flagship tốt nhất của Samsung hay không nhé. Và nếu như anh em nào đang muốn sở hữu cho mình một chiếc điện thoại flagship đến từ Samsung thì bọn mình sẽ để đường link ở phía dưới phần mô tả dẫn trực tiếp đến Di động Việt. Ở đây đang bán những mẫu như là Samsung Galaxy S20 hay S20 Plus với mức giá rất là tốt. Cũng như đừng quên rằng nếu là thành viên của Relapse thì anh em sẽ được giảm trực tiếp thêm 150.000. Cụ thể như thế nào thì anh em cứ click vào đường link để dưới phần mô tả nhé. Ra đời năm 2015 với rất là nhiều tiếng vang và đây là một sự đột phá đến từ Samsung khi mà nó đã loại bỏ tất cả các thiết kế của đời trước và đã mang lên cho chiếc điện thoại Samsung Galaxy S6 của chúng ta rất nhiều điểm mới như là cái mặt kính này, khung viền kim loại, cùng với đó là một cái màn hình cực kỳ đẹp với những cái thiết kế tối giản. Vậy thì tại sao mà trong thuộc khoảng thời gian là năm 2017, cuối năm 2016 thì đúng hơn, thì mình đã chọn chiếc điện thoại này cũng là bởi vì một phần là thiết kế nhé. Nhưng một điểm yếu tố mà mình cũng coi trọng rất là nhiều đó chính là việc màn hình của Samsung Galaxy S6. Với màn hình chỉ là 5 inch thôi nhưng mà có độ phân giải là 2K cho mật độ điểm ảnh lên tới hơn 500 ppi. Không chỉ vậy mà nó được sử dụng tấm nền màn hình là Super AMOLED, mang lại cái màu sắc cũng như là độ hiển thị tốt hơn. Thì mình phải công nhận với mọi người một điều, đó là màn hình này rất đẹp. Cho đến năm 2020, nếu mà mình không nói quá nhé, thì chiếc điện thoại này vẫn còn tốt hơn rất nhiều những chiếc điện thoại tầm trung trong thời điểm hiện tại. Ở bởi độ nét này, ở mật độ điểm ảnh cũng như là độ mà nó làm cái chi tiết màu sắc và độ tương phản của Samsung Galaxy S6 vẫn còn quá tốt. Vậy thì nói về thiết kế của chiếc điện thoại này thì sao? Như mình đã nói thì Samsung Galaxy S6 là một đột phá về thiết kế của Samsung trong năm 2015. Các bạn có thể thấy rằng là dù ra đời từ năm 2015 đấy, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, nếu các bạn cầm chiếc điện thoại S6 này ra đường thì cũng không ai dám chê rằng đây là một chiếc điện thoại xấu cả. Chúng ta vẫn có một cái mặt lưng kính này nhìn trông bóng bẩy và đẹp mắt, với cái màu mình chọn là màu vàng. Vậy nên là các bạn có thể thấy là khi mà mình cầm trên tay và nghiêng chiếc máy đi thì cái màu sắc của nó mang lại là rất đẹp. Còn xung quanh khung viền kim loại thì mặc dù chúng ta có cố giữ đi như thế nào đi chăng nữa, đeo ốp hay là ngay cả khi mà chúng ta dán những cái miếng dán ở viền khung thì vấn đề mà nó bị bong chóc là vẫn chắc chắn xảy ra. Có nhiều người thì vẫn cho rằng là cái thiết kế màn hình 16:9 cũng như là thiết kế màn hình có phím home thì họ vẫn thích hơn là những cái thiết kế như bây giờ là tai thỏ hay là màn hình tràn cạnh. Dù là 16:9 nhưng những cái nội dung để hiển thị trên này thì nó vẫn đầy đủ. Như là các tựa game hay là khi các bạn xem YouTube hay là khi các bạn đọc báo thì nó không có vấn đề gì cả. Vậy nên cho đến năm 2020 vẫn rất nhiều người sử dụng những cái chiếc điện thoại như là Samsung Galaxy S6 này hay ngay cả S5 thì mình vẫn thấy có một số người dùng cơ. Vậy nên mình có thể nói rằng màn hình của Samsung Galaxy S6 chưa lỗi thời trong năm 2020. Bản mà mình mua năm 2017 đó là bản Mỹ của nhà mạng Sprint, sử dụng con chip Exynos 7420, RAM 3GB và bộ nhớ trong là 32GB. Nói thật nhé, trong thời điểm hiện tại khi mà mình sử dụng những cái ứng dụng hệ thống như là nhắn tin, gọi điện hay là làm bất cứ thứ gì thì nó không ăn nhầm gì với chiếc điện thoại này cả. Nhưng nếu chúng ta sử dụng những cái ứng dụng cao hơn như là Facebook, Instagram, Zalo trên chiếc điện thoại này thì sao? Cho đến thời điểm hiện tại, nếu các bạn cài Facebook, Instagram hay Zalo thì nó vẫn có thể sử dụng được. Nhưng như mình đã nói, bất cứ chiếc điện thoại nào đã cũ rồi với có một cái cấu hình cũ thì khi mà những cái ứng dụng của chúng ta cập nhật lên thì nó sẽ có độ lag. Và theo mình thấy rằng là cho đến thời điểm hiện tại cái độ lag trên chiếc S6 thì nó không quá là nhiều. Nhưng mà khi các bạn sử dụng, nhất là khi mà các bạn đã sử dụng quen những cái chiếc điện thoại flagship trong thời điểm hiện tại hay là những cái chiếc điện thoại sử dụng mượt mà trong thời điểm hiện tại mà quay trở lại sử dụng chiếc điện thoại này thì chúng ta sẽ vẫn lấn cấn vì có một cái gì đó đấy giật nhẹ. Và điều này thì mình cũng có thể thấy rằng là sẽ nhiều người cảm thấy khó chịu. Điểm mà mình cực thích trên Samsung Galaxy S6 cho đến thời điểm hiện tại đó là gì? Nó vẫn giữ được một cái camera quá bá. Sử dụng camera đằng sau đó là 16 megapixel và camera trước là 8 megapixel. Với những cái thông số cơ bản như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng trong bất cứ trường hợp nào các bạn muốn chụp ảnh. Mình cầm chiếc điện thoại này ra để chụp phong cảnh vẫn rất ok, màu sắc nó đem lại, độ chi tiết nó đem lại và cái độ tương phản nó đem lại là vẫn có thể sử dụng hoàn toàn là ok. Và ngay cả khi mà bạn đưa lên máy tính để chỉnh sửa thì nó cũng không có vấn đề gì cả. Về camera trước của Samsung Galaxy S6 thì mình vẫn cảm thấy rằng là nó ổn định để các bạn có thể là gọi điện qua video này, sử dụng để học ứng dụng như là ứng dụng Zoom hay là ứng dụng free conference call gì đấy để các bạn có thể là học online, học trực tuyến thì nó vẫn ok.
Nhưng mà để mà chúng ta selfie để có những cái bức ảnh trông thật là nổi bật và thật là nét hay là ảo diệu thì có lẽ rằng là Samsung Galaxy S6 bây giờ là hơi khó để mà có thể là đáp ứng được cái nhu cầu đó. Thiết kế là một điểm cộng rồi nhá. Màn hình cũng là một điểm cộng cực lớn. Cùng với đó thì chúng ta sẽ vẫn có một cái cấu hình gọi là ổn ổn một chút, nghĩa là vẫn đủ sử dụng các tác vụ hệ thống hay là các tác vụ bình thường. Camera thì vẫn sử dụng tốt trong thời điểm hiện tại. Vậy những điểm chê của nó là gì? Đầu tiên, những điểm chê mà nhiều người sẽ thấy đó là nó quá truyền thống hay là nó quá nhỏ. Cùng với đó là nó không có những cái công nghệ hiện đại hơn và có những cái tính năng hiện đại hơn. Nhưng mà mình vẫn có thể nói rằng Samsung Galaxy S6 là một trong những thành công vô cùng nổi bật của nhà Samsung. Tại vì nó đã định hướng cho những cái thiết kế của các chiếc điện thoại sau này, những cái chiếc điện thoại flagship mà được rất nhiều người yêu quý. Samsung Galaxy S6 ở trong thời điểm mà nó được bán ra thì cũng đã có một cái doanh số cực kỳ khủng. Và nó đã được nhiều các trang công nghệ đánh giá là sản phẩm tốt nhất của nhà Samsung. Bản thân mình thì thấy sau khi mà mình sử dụng chiếc điện thoại này đã mang lại cho mình rất là nhiều điểm hay và điểm thú vị về một sản phẩm công nghệ. Bởi một cái thiết kế mình thấy rằng là nó không có gì để chê cả. Còn anh em thấy sao về chiếc điện thoại Samsung Galaxy S6 thì cũng có thể là comment ở phía bên dưới. Cũng như là đừng quên rằng like, subscribe và ấn chuông để nhận những thông báo mới nhất đến từ Relab. Cảm ơn anh em đã xem video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.